nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho các học sinh đạt giải thi toán xuất sắc trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013. 15 giải nhất đã được trao cho học sinh đạt giải của các tỉnh, trong đó đoàn Hà Nội có 6 giải, Bắc Ninh 5 giải, Thanh Hóa 2 giải, Thái Bình và Hải Phòng mỗi tỉnh 1 giải. Ban tổ chức cũng trao cho gần 100 học sinh đạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích ở 13 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Tổng giá trị của giải thưởng là 1,5 tỷ đồng. Kỳ thi năm nay đã thu hút gần 1.500 học sinh ở các tỉnh thành tham dự, và đây cũng là kỳ thi quốc gia lần thứ 13 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Xuất nhập khẩu Bình Tây tổ chức.